quay trở lại với các bạn trong một cái video clip giới thiệu về khẩu P90 HPL Edition này. Và hôm nay có một điều đặc biệt, đó chính là khẩu súng này đã được nâng cấp lên cấp sáng mờ. Vâng, thì rất cảm ơn Hữu Lộc đã cho mình mượn cái tài khoản có cái khẩu P90 HPL Edition sáng này để mình có thể làm video clip test cho các bạn về cái khẩu súng phải nói là rất hot trong cái bản cập nhật lần này. Và để xem là khi mà khẩu súng này lên mờ thì nó sẽ thay đổi như nào. Vâng, chúng ta cùng đến với map công trường, là cái map trận đấu đầu tiên mình test cái khẩu súng P90 này. Vâng, các bạn có thể thấy là ngoại hình của khẩu P90 sau khi nâng cấp lên mờ ấy, thì cái đầu của con rồng xương ấy nó phát sáng lên các bạn ạ. Nhìn rất là đẹp. Một cái luồng khí rồi tuyệt vời. Như vậy là đã làm xuống dưới lòng súng Lemington ở khu vực nách rồi. Tuyệt vời. Rồi chúng ta cùng đến với chế độ đấu đội. Phải nói là khẩu súng này rất đẹp các bạn. Khi mà nâng cấp lên sáng mờ rất là đẹp. Nào. Holy shit. Rồi tuyệt vời. Vâng. Như vậy là nâng cấp lên sáng mờ thì khẩu súng này khi mà skin được một mạng, nó vẫn hiện lên cái dòng chữ, đó chính là Pro GK 2016. Vâng, không có gì thay đổi cả. Tuyệt vời, lại ăn khẩu Lemington tím vào mặt nữa. Vâng, phải nói là dạo gần đây rất là nhiều người ưa thích sử dụng khẩu Lemington này. Thật sự đây là một khẩu súng rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đâu vậy? Holy shit. Rồi tuyệt vời, ở trên cao. Vâng, không hiểu sao đồng đội tôi lại để được cho cái thanh niên đấy lên trên cao. Rồi tuyệt vời, như vậy là ở đầu video clip là ăn hành ngập mồm ngập miệng rồi. Nào nào nào, xông lên đi anh em, làm sao để xoắn giết. Vâng, như vậy còn ít máu là chết ngay. Thanh niên có số báo danh là 79. Nào, úi giời, cầm slip đi đâu đây. Úi giời ơi, như vậy là điền SSF. Vâng, như vậy là tên rất đẹp, rất nhiều S. Rồi, như vậy là S tiến cũng đã nằm xuống rồi. Thế như team bên kia họ đang tập trung hỏa lực bằng Lemington thế sao ấy. Rất nhiều Lemington các bạn ạ. Toàn Lemington với lại Slipper thôi. Toàn thanh niên thích one hit, one kill thôi. Úi giời ơi, vâng, như vậy là 5 kill rồi. Quá tuyệt vời không ạ giời. Nào, ôi giời, tình huống suýt chút nữa thôi thì mình đã ăn thêm được một mạng nữa. Thanh niên nhảy nhảy khu vực ngách. Rồi, như vậy tỷ số đang là 19 đều. Hai team rằng co rất là quyết liệt. Bên kia cũng có những thanh niên cầm súng sáng nhỉ. Trời, tuyệt vời. Vâng, headshot đến từ khẩu Lemington. Vâng, quá đau đầu. Rồi, những quả headshot bằng khẩu cấp căn là những pha headshot mà đem lại cái gì đó rất là khủng khiếp các bạn ạ. Nhảy nhảy nhót. Nhảy nhót này. Đất bom, đất bom. Vâng, như vậy là không đất bom. Holy shit. Holy shit. Vâng, có một màn báo thù dành cho thanh niên có số báo danh là 79. Còn cái tên đằng sau thì mình không cần để ý đâu. Nhảy đi, nhảy đi. Vâng, như vậy là chúng ta vừa đến với màn người rơi của thanh niên có cái tên là Điền SSS. Và ngay sau đó thì mình tin được cái mạng người rơi thì mình đã ăn quả bom phải nói là hết sức là tuyệt vời. Và các bạn có thể thấy là cái đầu con rồng xương ấy nó rất là đẹp. Thì trong cái lần trước mình làm video clip thì các bạn các bạn bảo mình là cái con này con tê giác. Thì đấy, các bạn đã biết là lần khi mà mình làm clip mình đã thắc mắc là cái đầu rồng hay là đầu tê giác. Nhưng mà thôi, mình cứ gọi là đầu rồng cho nó đẹp các bạn được không? Đấy rồi, nhảy nhót làm gì? Úi giời ơi, ở đâu vậy má? Đây đúng không? Bắt quả tang bắn trộm này. Nào nào, lữ bố cầm đắc nai sáng đâu rồi? Rồi thanh niên, thanh niên. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, nhảy đi, nhảy đi. Úi giời, ôi thôi xong rồi, ôi thôi xong rồi, má ơi. Vâng, hộ giá. Vâng, như vậy là tình huống hộ giá rất tuyệt vời đến từ đồng đội của tôi. Rất tiếc là trong tình huống đó thì Tuấn HC đã quá ngao ngơ rồi, không thể làm được gì hơn. Có thể mình có thể khẳng định với các bạn là P90 HPL một khẩu súng vô cùng nguy hiểm, tuyệt vời. Nhưng bom của Tuấn HC còn nguy hiểm hơn. Vâng. Úi giời ơi, còn ít máu mà cũng
Nào, cút ra. Ô, chạy đi đâu vậy? Vâng, như vậy là tỷ số vẫn đang là 36 đều, không có sự cách biệt nhiều khi mà mình cầm khẩu P90 này. Nào, nhảy đi. Vâng, như vậy là 3 kim rồi. Úi giời ơi, vâng, vô tình lướt qua cái là đã có một pha headshot dành cho thanh niên có số báo danh là 79 ngay. Vâng. Tại sao lại đặt cái số báo danh là 79 mà lại không sử dụng cái 69 cho nó đẹp? Rồi, hết người rồi. Ơ, nào, rồi. Quay lại thì cũng đã quá muộn rồi. Một lần nữa khi mà em Hữu Lộc đưa cho mình cái tài khoản này để mình test cái khẩu súng sáng này thì em ấy một lần nữa có dặn là mình hãy cố gắng. 6 kim, vâng, tuyệt vời, lại chết. Mình hãy cố gắng kiếm cho em ấy một cái huy chương vàng. Nhưng có lẽ là mình sẽ tiếp tục là kiếm huy chương đồng thôi. Công việc của mình nữa, đơn giản thôi, chỉ kiếm huy chương đồng thôi các bạn ạ. Chứ bảo mình kiếm huy chương vàng hơi khó. Huy chương bạc thì còn đôi khi còn có thể là cố gắng phấn đấu. Huy chương vàng thì nói chung là khó lắm. Rồi, như vậy là chúng ta kết thúc cái trận đấu đầu tiên. Mình check cái khẩu P90 HPL Edition nâng cấp lên M. Thì các bạn có thể thấy là khẩu súng này khi mà nâng cấp lên M ấy là một khẩu súng khá mạnh. Nhưng mà khi mà rơi vào tay của Tuấn HC thì nó trở thành khẩu súng khá là yếu các bạn. Có thể là nó chỉ mạnh trong những cái pha cục rùa xuất hiện thôi. Chứ thật sự là mình bắn thì cũng kém thôi. Thế là anh em xem video clip chỉ để giải trí thôi nhá. Chứ anh em đừng có học theo cái lối bắn ngáo ngơ của mình làm gì ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến cái trận đấu thứ hai mình test cái khẩu P90 Pro GKM này. Vâng, gọi thế cho nó. Úi dồi ôi, mắt bến cảng. Vâng, lại là thiên đường của sniper. Tôi lại vác khẩu SMG vào đây thì đúng là đất thành đủ rồi. 6 nòng ạ, 5 xuống 5. Vâng, một thanh niên rất nghe lời. Rồi, tuyệt vời. Như vậy là bị Chris Super V bắn chết. Quá tuyệt vời luôn. Ô, thanh niên vào nhà kìa. Giết. Có giết được không? Hay để tôi giết đây. À rồi, sấp mặt rồi. Lè lưỡi nằm xuống ngay tại vị trí mắp lốp rồi. Rồi, xác của các thanh niên phiến quân nằm ở mọi nơi. Nào, xuất hiện ở đây. Rồi. Úi giời ơi, tội chưa. Vâng, tình huống nhảy nhót. Đủ, có ngay một mạng báo thù dành cho thanh niên cầm Chris Super V trong tình huống nhảy cầu. À quên, leo cầu. Nào, nhảy đi. Rồi, mình sẽ tha cho hai thanh niên đấy. Hai thanh niên đấy mất khá là nhiều máu rồi các bạn ạ. Nào, kiểu gì mò ở đây à? Kiểu gì thì mình cũng biết là thanh niên. À, đây. Úi giời ơi, bất ngờ chưa? Úi giời ơi. Rồi, tuyệt vời. Nào, quay lại này, ăn luôn mạng này. Úi giời ơi. Tình huống gặp khẩu súng SM, cái tên là MP7, mình quên tên rồi. Vào nhà không xin phép. Vào nhà không xin phép. Rồi, có một tình huống báo thù dành cho thanh niên có tên là Gusty. Rồi, nấp ở đây làm gì? Nấp làm cái gì? Vâng, headshot ngay dành cho thanh niên có tên là mình tạm gọi thanh niên có tên là Sĩ. Vâng. Úi giời ơi, lấp cửa nữa. Rồi, mình sẽ chào đây canh. Các bạn thấy là đây là khu vực nói là vô cùng cháo trở các bạn ạ. Luôn tích. Rồi, tuyệt vời, lại kill được cái thanh niên có tên là Sĩ rồi. Một tình huống giết người trong mù lòa các bạn ạ. Xuất hiện luôn. Sao phải xoắn nhỉ? Giết tiếp. Rút lục bắn luôn. Rồi, như vậy là thanh niên đồng đội đã cover rất là kịp thời và ăn luôn được cái mạng đấy. Mình lại tiếp tục chéo đây và chờ sung dụng. À quên, chờ thanh niên nào đó số nhọ đi qua. Nào, thanh niên là số nhọ đi qua đây.
mình sẽ cho thanh niên đó bốc hơi luôn. Bốc hơi, oh holy shit. Rồi, lại tiếp tục chờ. Chờ đợi là hạnh phúc các bạn ạ. Rồi, rồi, tuyệt vời. Nào nào, ra đây, ra đây. Đấy, tuyệt vời. Rồi, đúng là một dòng sông không thể tắm hai lần. À quên, có nghĩa là nó đại loại thế. Thỉnh thoảng mình chơi chữ một tí mà không biết là có đúng hay không các bạn. Nào nào nào, chạy đi. Úi dồi ôi, không chết luôn à. Vào đây móc lốp này, không biết là tôi hát xe canh nhà. Ôi dồi ôi, như vậy là xịn. Anh ta đã có số combo cho mình rồi. Anh ta đang tỏa sáng. Vâng, 7 combo. Vâng, một chút xíu nữa thôi thì anh ta đã đạt được cái huy chương huyền thoại rồi. À, cái biểu tượng huyền thoại đã xuất hiện rồi. Vâng, quá nhiều họ cho anh. Nào, find your hôn. À, có bắn nhỏ. Có bắn nhỏ xuất hiện luôn. Ây giời. Rồi, một cái mạng rất là dễ dàng dành cho Tuấn HC. Ôi, chạy đâu đây? Ôi, shit. Ôi, shit. Vâng, như vậy là 2 kim. Rất dễ dàng. Chỉ việc bắn thôi. Úi giời. Nào, 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 xuất hiện đây. Rồi, như vậy thanh niên kia hình như là treo máy rồi. Ăn hàng luôn. Vậy toán. Ờ, mình thấy thanh niên nào bắn rồi đấy. Nào nào nào, ra đây ra đây ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Rồi chết ngay nha. Thanh niên quá liều mạng. Xuống xuống ngon lúc. Móc 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 móc. Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Vâng, 7 kim. Rồi sắp được cái biểu tượng huyền thoại rồi. Cố lên cố lên. Ờ, mình có đem được huy chương bạc về cho có lẽ à? Lại chỉ là huy chương đồng thôi các bạn. Huy chương bạc khó quá. Sẽ còn đòi mình làm huy chương vàng. Có lẽ là sau cái khẩu này lên sáng tiếp theo có lẽ là mình sẽ cố gắng để đem huy chương vàng về cho cái tài khoản hiệu của em Hữu Lộc. Vâng, một lần nữa xin chia buồn với em. Anh đã rất là cố gắng rồi nhưng mà không thể nào đem được huy chương vàng về cho em. Quá khó đối với trình độ của Tuấn HC. Holy shit, thanh niên độn thổ à? Rồi, có một tình huống độn thổ. Rồi, độn thổ đi. Độn thổ. Rồi, vâng, độn lên bảng xếp hạng nhá. Nào, lên bảng xếp hạng. Lên, lên. Ôi dồi ôi, xong lên. Vâng, như vậy là xong tình huống khẩn khoản cầu xin thì cuối cùng thanh niên đã lên bảng xếp hạng. Vâng, bắt kim rồi, tuyệt vời. Lên tiếp. Rồi, một pha hết rồi. Nào nào, chúng ta cùng chơi trò trốn tìm này. Trốn tìm, vâng, tuyệt vời. Như vậy là mình cũng lên bảng xếp hạng luôn. Phải nói là lên bảng xếp hạng rất là thốn các bạn. Nào, lại có bắn nhau. À, rất là buồn cười. Ăn bom, phai ra hụt. Úi dồi ôi, nó mất máu lặng thế. Còn bắn cái gì. Vâng, headshot luôn. Nào, headshot luôn này. Nào, lè lưỡi ạ. Lè lưỡi. Vâng, lè lưỡi lên bảng. Lè lưỡi. Vâng, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ui, lấp. Tôi quay lại đây không. Rồi, tuyệt vời. Như vậy là mình bị thanh niên cầm rồi, TMP. Nhưng mà lại không mưng lên. Còn chưa lên cấp mắc, bắn chết. Phải nói tình huống quá nhục. Và như vậy là kết thúc hai cái trận đấu. Mình cầm khẩu P90 Pro GK đã lên cấp lên M. Để test cho các bạn xem về cái sức mạnh của khẩu súng này khi mà lên cấp lên M nó như thế nào. Thì anh em thấy sao về khẩu súng này thì nhớ bình luận ở phía dưới comment. Đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ mình làm video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới. Bye bye. Rồi đây rồi. Đây rồi, làm xuống đi. Cầm slipper à? À, chuồn. Rồi, không chuồn kịp rồi. Tình huống gặp double phiến quân mà lại không ăn được hàng. Phải chăng tình huống đấy mình thấy trước thì khỏe là ngon rồi không?